Chào các bạn trở lại, Hải Toàn chúc các bạn tâm thân an lạc. 14 đề mục trong chủ đề duyên sinh duyên khởi này chính là 14 trang trong bộ lịch bàn 2023 Hải Toàn đã biên soạn. Bộ lịch mang tên Ngày lành tâm định, tùy thuận theo những vị yêu thích phong thủy, hướng dẫn cách chọn ngày lành cho những việc hệ trọng, phương hướng tốt theo năm, theo tháng và cả theo ngày. Tuy nhiên, chính yếu vẫn là nội dung hướng thiện hướng thượng, đoạn trừ phiền não, bố thí tích lũy công đức, các nội dung ở mặt sau của lịch. Công là công phu, đức là việc thiện lành, người hành thiện tích lũy công đức, người phát nguyện làm điều lành vì chúng sanh, phước báo là tài phú, sức khỏe là trí tuệ. Nội dung nếu có gì thiếu sót, xin chư vị mở lòng thông cảm. A Di Đà Phật. Cúng kiến như thế nào? Cúng chư Phật, cúng ông bà ngày rằm mùng 2 16, cúng vong thần tài thổ địa hay là cúng ông táo, cúng nhập trạch, cúng khai trương, tất thảy đều có ý nghĩa riêng. Chỉ cần chư vị hiểu việc cung dưỡng này như thế nào, cúng cho ai ở đâu khi nào, lời khấn thế nào là hợp tình. Nhưng nhất định phải có tâm thành thì việc sẽ ứng, xính lễ như thế nào tùy tâm gia chủ. Cúng dường là cung cấp dưỡng nuôi, cung cấp cho tâm, cho thế giới bên kia. Phật nói trong kinh về không gian đa duy thứ, thiền định có thể đột phá không gian duy thứ, tức những cảnh giới ở chiều không gian khác nhau. Ngày nay, lý luận đa không gian đã được khoa học thừa nhận. Ngay cả trong đầu sách của tiến sĩ Michael Newton có nhắc đến khi trở về với thế giới linh hồn, đều có những thứ bậc khác nhau, bậc cao nhất ở cấp 5 hoặc cấp 6 hầu như rất khó tiếp cận. Vì vậy, mỗi chiều không gian có những cấp quản lý theo thứ bậc. Cõi ta sống là không gian 3 chiều, có chính quyền, có cấp cao, cấp thấp, có cả những dân thường. Chư Phật, chư Thiên được xem là các vị thần cấp cao. Thiên Bộ Thần là chư Phật, chư Thiên. Thiên Binh, Thiên Tướng, Thổ Thần, Thổ Địa, Địa Chủ Thần là những vị thần cai quản ở một vùng. Những vong linh chưa siêu thoát còn ở cõi trần, tất thảy họ đều có một chiều không gian khác nhau. Chư vị hiểu và tin vào điều này sẽ cúng kiến phù hợp, không mê tín, giảm đi sát sanh, cúng ít được nhiều, sống thiện tâm thành, kính người, kính thiên địa quỷ thần sẽ được gia hộ, đó chính là phước báo tự vun bồi. Dù là chuyện tâm linh hay tình cảm, người đã không tin, có nói thế nào họ cũng không tin. Dù Phật Bồ Tát có thị hiện cũng không thể thay đổi, không nên cố thay đổi họ. Giả dụ bạn bảo một đứa trẻ, con đừng ăn, món này có ớt cay lắm. Chúng bán tính bán nghi, đến khi chúng chính thức dùng món ấy mới cảm được. Vì vậy có những việc người chưa trải qua lại quá tin vào sáu thức của mình, hoàn toàn không tin vào lẽ tự nhiên, không nên cố thay đổi quan điểm của họ. Có những sự việc khi trải qua mới cảm nhận được, ví dụ như mới để đây mà đâu mất tiêu rồi, tìm hoài chẳng thấy vật mình mới để, phải một lúc lâu sau mới phát hiện ra nó ngay trước mặt. Hiện tượng này người xưa vẫn bảo là ma che mắt. Các anh chị làm ăn buôn bán có cúng kiến, những hôm bài đồ ra cúng sau đó có khách ngay, thầm nghĩ không tin không được. Sự việc này là do đâu? Có phải do được trả ơn? Người không tin bảo là mê tín, nhưng họ hoàn toàn không hiểu cảm giác người từng trải qua. Với những người quá tin vào khoa học lại có luận điểm thấy mê tín. Cái thấy bằng mắt là cái thấy phàm phu, qua một bức màn là không thể thấy, xa hơn một tí chẳng thể nghe được. Khoa học ngày nay có thể mang lại cho con người sự tiện nghi, rất nhiều tiện nghi công nghệ hiện đại. Sự hiện đại về vật chất nhưng hoàn toàn không thể lý giải nhiều sự việc của tự nhiên. Khoa học không thể lý giải về vùng tam giác quỷ Bermuda, kim tự tháp Giza và Mexico có một vùng thần bí gọi là vùng câm lặng. Ở đây mọi tín hiệu vô tuyến và sóng radio hoàn toàn vô hiệu hóa, không thể nào thâm nhập được trong khu vực này. Đơn giản hơn, khoa học không thể giải mã giấc mơ. Ngay cả việc chúng ta được sống đã là một sự kỳ diệu. Và hiển nhiên khoa học không thể là một phương tiện cứu cánh cho khổ đau.
đoạn trừ đi phiền não. Vì khoa học đơn thuần là một tôn giáo cơ bản cho những ai đang trong giai đoạn tin vào ngũ ấm ma của mình. Phật nói trong kinh về không gian đa duy thứ, mỗi chiều không gian là một cõi, ví như chiếc tivi chứa nhiều kênh khác nhau. Người mãi ở một nơi không tin rằng có những vùng biệt lập với thế giới. Có những người không tin vào khả năng khác biệt của con người. Giả dụ có người nhìn thấy được vong linh. Người không tin gì cả, chính bản thân họ có thể nhận ra có được thân người ở kiếp sống này đã là một phép màu. Có một video ngắn Khải Toàn được xem trên kênh Ba Chén Cơm. Chú tài xế bảo rằng đứa bé vừa mất không chịu về nhà, vẫn ở trên xe với chú, cùng theo chú trong những chuyến xe chở người hoạn nạn. Lời chia sẻ của chú hoàn toàn không vọng ngữ. Bạn muốn trải nghiệm câu hỏi có ma tồn tại hay không? Hãy thử đến những nơi có nghĩa trang, đi cùng những chuyến xe chở người hấp hối. Tự bạn cảm nhận được từ trường của người âm ở những vùng này, nơi âm khí rất nặng. Không khó để bạn tự kiểm chứng, trừ khi bạn bảo rằng mình không tin mà lại không dám đến. Vì vậy, việc cúng kiến cho người thế giới bên kia là một sự chia sẻ, cung cấp cho tâm của người cúng, dưỡng nuôi cho vong linh ở cõi trần chưa siêu thoát. Họ cảm mến, họ sẽ trả ơn. Nhưng các vị nên biết, cúng cho ai, việc gì, cúng ở đâu, khấn như thế nào thì cúng ít được nhiều. Vị thầy tâm linh của Khải Toàn đã chia sẻ, vong linh họ cũng có hội nhóm. Người cúng không khai báo cụ thể cho ai khu vực nào ở đâu, nhờ ai chứng giám, nhờ ai giữ giùm, xính lễ cúng ấy không khéo bị cướp mất. Những vong linh trong khu vực không nhận được lại sanh tâm oán hận. Ngay cả việc cúng cho ông bà đã mất, không cụ thể lời cấn thì xính lễ có thể không đến được. Các bạn có thể thử hình dung trong cuộc sống này muốn gửi một món đồ cho ai ở xa, bạn cần những thông tin gì? Có phải là cho ai ở đâu, người gửi là ai, ai sẽ chuyển giùm? Có như thế mới đến đúng nơi đúng người. Tóm lại, nếu chưa tìm hiểu việc cúng kiến lại còn sát sanh thì các vị không nên cúng. Các vị có thể khấn nguyện cho họ sớm về cõi lành. Ngày ngày sống lành nghĩ thiện, giữ thân tâm thanh tịnh, không tạo từ trường tiêu cực cho ngôi nhà mình sinh sống, chẳng phải việc gì phải e sợ hay lo ngại. Người sợ ma ba phần thì ma sợ người bảy phần. Bạn chỉ cần sống thiện lương, kính người kính thiên địa quỷ thần, mọi việc sẽ được an ổn. Một người làm nhiều việc bất thiện, họ vẫn ung dung tự tại, khiến những người thấy sự việc rất bất bình, không tin vào nhân quả và đặt câu hỏi vì sao làm nhiều điều ác vẫn có tiền tài chức vị. Chính vì phước báo của họ đời trước quá lớn, đời này dù có làm điều bất thiện vẫn còn dư phước, nhưng cái phước ấy đã bị tổn giảm. Ngược lại, người làm nhiều việc tốt nhưng vẫn không lìa được khổ đau, chính là do nghiệp quả đời trước quá sâu nặng. Đời này hành thiện tích phước, tuy có giảm nghiệp nhưng không đủ xoay chuyển. Họa phước đời người được định trong sinh thần bát tự. Thọ mạng, tiền tài, trí tuệ có được từ đời trước, không thần Phật nào có thể cho ta. Tam phước ấy có thể tăng cũng có thể giảm, do tạo tác từ trung vận. Tu pháp bố thí, mọi nghiệp quả có thể xoay chuyển. Tự mình định đoạt số mệnh thông qua đoạn ác hành thiện. Chư vị nào đã từng đọc qua sách Liễu Phàm Tứ Huấn sẽ thông đạt ý niệm hành thiện tích phước. Bản thân Khải Toàn đã dùng các pháp môn bố thí ấy phần nào chuyển hóa được vận mệnh của mình. Có hôm qua, hôm nay, ngày mai, sẽ có kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Nhân quả không chỉ luân chuyển ba đời, luân chuyển cả vô lượng kiếp. Ở phương Tây, họ dùng thuật thôi miên để biết về tiền kiếp. Điều này cách đây gần 3.000 năm, Đức Phật đã thuyết giảng. Nhân quả ba đời, nhân quả báo ứng, nhanh hay chậm, tùy thuộc vào nghiệp lực. Con người bị âm dương chi phối, khó thoát khỏi số mệnh. Tuy nhiên, người biết buông xuống vọng tưởng, lìa đi chấp tướng, không dễ dàng để âm dương chi phối.
Ly chấp ngã là xả bỏ cái tôi, không còn tôi sẽ không còn nghiệp, nghiệp hết phước sẽ đến. Chư vị chỉ cần tinh tấn thiền định, tâm định thấy được chân tướng sự việc. Phong thủy chỉ đơn giản là cân bằng từ trường xung quanh, cân bằng sinh thần bát tự của con người với tự nhiên, với từ trường nơi ta sinh sống, giúp con người và thiên nhiên hòa hợp cùng nhau, từ đó tạo thêm cơ hội thuận lợi trong môi trường sống. Giả dụ mỗi năm có sao nhị hắc và ngũ hoàng, hai ngôi sao hung tinh. Giả dụ 2023 hai sao này nhập vào hướng đông và hướng tây bắc, hai vị trí này không may lại bị ẩm thấp tối tăm, không đủ ánh sáng và sạch sẽ, tạo điều kiện cho âm giới trú ngụ. Vạn vật đều có từ trường, những nơi vong linh chưa siêu thoát cũng là một dạng từ trường. Tâm ý con người là từ trường mạnh nhất. Người có ý niệm tự lực, tin vào bản thân của mình, tin vào sự chân thiện là người đạt được thành tựu. Số mệnh con người nằm trong 8 ô sinh thần bát tự. Một quốc gia, một vùng, một gia đình đều có vận mệnh riêng. Tất thảy từ cộng nghiệp mà duyên sinh. Phong thủy tuy có thay đổi được từ trường, một quốc gia, một vùng, một gia đình giúp hưng vượng, tuy nhiên không thể nào xoay chuyển được họa hay phúc. Họa phúc từ tạo tác của quá khứ, từ giáo dục ba đời. Một vùng hay một gia đình chú trọng vào giáo dục nhân quả, dạy con trẻ biết người đối đãi với người, người đối đãi với thiên địa quỷ thần và người đối đãi với tự nhiên như thế nào là sự giáo dục chân thiện mỹ. Bản thân Khải Toàn dụng phong thủy là một phương tiện dung hòa từ trường xung quanh, dụng Phật học thêm tri thức sống để sống hướng thiện, hành thiền giúp tâm định. Mỗi phương tiện có công năng riêng, không thể nào dùng một pháp cho tất cả. Tuy phong thủy có những công năng nhất định nhưng vẫn phụ thuộc vào phước duyên của người dụng phong thủy. Tu thiền là tư duy tu, dùng tâm định tĩnh, chỉnh sửa hành vi, tâm bình khí sẽ hòa. Thiền là sống trọn vẹn với giây phút hiện tại, tìm ra chân tâm, lìa đi vọng tâm. Chân là thật, chân tâm là cái tâm gốc của con người, ví như câu nhân chi sơ tánh bổn thiện. Tánh ban đầu khi sinh ra vốn đã thiện lành, hành thiền để khơi lại cái chân tâm này. Thiền là chém đứt quá khứ, đoạn ác tu thiện, xả ly đi phiền não. Chư vị ngồi thiền đến khi nào không màng đến quá khứ là đã xả ly được phiền não. Thiền là bất khả tư nghị, không thể diễn đạt bằng lời, ví như uống nước nóng lạnh tự mỗi người biết. Chư vị muốn biết cảm giác định trong thiền như thế nào, chỉ cần ngồi xuống tĩnh tọa, hai tay bắt bảo nguyệt ấn, mắt nhắm theo dõi hơi thở. Con người nhìn vật bằng nhục nhãn, thông qua giải ánh sáng rất nhất định, xa hơn thì không thấy, quá gần thì không rõ. Sau đó dùng tâm của mình phân biệt, cái tâm được dạy bởi kiến thức, học thức rất hữu hạn. Giả dụ người biết đọc chữ thì đây là chữ phúc. Nếu bức tranh treo ngược, để ngược họ lại bảo không đúng. Người đã có kiến thức chơi chữ này thì bảo chữ phúc để ngược là phúc đáo, đồng nghĩa với lại phước quay về. Thiền định giúp chư vị có tuệ nhãn, tiêu trừ đi cái tâm phân biệt, nhìn sự việc từ chân tâm, không từ vọng tâm. Chân tâm là cái tâm chánh giác, có công năng thật vi diệu. Một ý khởi động muôn cảnh giới. Khoa học tính được vận tốc ánh sáng tầm 300.000 km trên một giây, tương đương gần 1 tỷ km trên một giờ. Tuy nhiên, tốc độ của ý niệm còn vượt nhanh hơn gấp vạn lần, lại không lệ thuộc vào vật chất. Chư vị dùng ý niệm của mình, khởi một ý thiện hay muốn đến một nơi nào đó, lập tức sẽ đến ngay. Khởi một ý thiện kết nối với chư thiên, một ý khởi tận hư không khắp pháp giới. Có người lại tự hỏi, trước khi sinh ra, ai là ta? Sau khi sinh ra, ta là ai? Vũ trụ này là một thể. Trong ta có tổ tiên của ta, có những DNA của các loài sinh thực vật. Giống như từng tế bào trong cơ thể của ta, tuy khác nhau nhưng chúng là một thể. Một nơi đau thì cả người đau, một người khởi ý bất thiện thì lan tỏa muôn giới sống niệm bất thiện.
buông được xuống tâm phân biệt. Ta không là ta, ta là vô ngã. Còn ta tức còn đau, khi ta động niệm ta, tay ta không còn đau nữa, lập tức chúng sẽ không đau. Chư vị vẫn thường xuyên chuyển trạng thái này, thường xuyên nhưng trong vô thức. Giả dụ đang rất đau đầu hay đang rất đói bụng, nhưng khi nghe tin vợ hay chồng mình mua cho một món quà rất đắt tiền, cơn đau kia lập tức biến mất. Phải chăng cái đau lúc nãy là giả? Chư vị hay thử, hãy lấy một cái kim đâm vào da và vô tình bị kim đâm. Hai cảm giác này hoàn toàn khác nhau. Vô tình bị đâm là bị động, không có cảm giác sợ hãi. Chưa buông xuống được tất cả thì buông từng phần. Một ý thiện chưa động khắp pháp giới vẫn có thể lan tỏa trong chính ngôi nhà chư vị sinh sống. Khởi vạn ý thiện sẽ chuyển hóa ngôi nhà của mình thành mảnh đất phước. Vì vậy, buông xả được chấp ngã, ta không còn là ta, khởi ý thiện sẽ dễ dàng bắt được từng sóng chư thiên. Sóng tâm chư vị lúc này sẽ động khắp pháp giới. Hành thiền mang lại nhiều ánh sáng, thanh thản mà niềm tin lại gia tăng. Cái tôi lớn là sự ngăn che của trí huệ. Mọi thành tựu được bắt đầu từ pháp nhẫn. Nhẫn nhịn của pháp thế gian không thể sánh với sự nhẫn nhịn vì lòng từ. Nhẫn của người trí là cái nhẫn của trượng phu. Khổng Tử dạy rằng: gia đạo nhẫn, nhà giàu sang, vợ chồng nhẫn, công danh vạn, bản thân nhẫn, tránh được mọi tai ương. Cái tôi là chướng ngại của mọi thành tựu. Lìa cái tôi, nhẫn sẽ sinh. Sở chi chướng là mắc kẹt trong sự hiểu biết của chính mình, cho rằng người khác kém hiểu biết. Sinh ra ngã mạn, sinh ra phiền não chướng. Một gia đình thông thường không khó nhận biết gia đạo có an ổn hay không, có hưng vượng hay không, thông qua hai sự việc sau: phòng ngủ của vợ chồng có đủ sinh khí, có những bữa cơm hoặc là những bữa cơm có luôn tiếng cười hay không. Một gia đạo kém êm ấm, phòng ngủ của vợ chồng có khí rất lạnh, ẩm thấp, lạnh lẽo, thông qua đồ Phật trong phòng, thông qua đồ vật, thông qua tâm trạng phiền não của những người ở đây. Những bữa cơm vì thế cũng rất nhạt. Gia đạo kém êm ấm, đa phần thiếu sự nhẫn nhịn, thiếu sự cảm thông, không thể nào ứng với câu người xưa đã dạy rằng gia hòa vạn sự hưng. Người biết hạ mình trước lời khó nghe là người biết thông cảm cho người đang sân hận. Chính vì biết mở lòng, không ôm vào lòng những phiền não do người khác mang đến, quả thật là bậc trí. Hành động ngồi thiền là hành động tự tại, một phong thái thông dong an tĩnh. Ngồi xếp bằng dưới nền nhà là vị trí thấp nhất. Hạ mình khiêm cung đã là vị trí thấp nhất, người khác nói gì cũng dạ vâng. Hoàn toàn không để lòng, chỉ một hành động ngồi thiền hội tụ biết bao công phu tu tập. Mỗi khi chư vị chắp tay đảnh lễ Phật hay đảnh lễ ai khác, hành động hiệp thập này, chắp tay này là hành động hạ mình, hạ đi cái tôi, cung kính Phật hay cung kính người khác. Vừa hạ đi cái tôi, vừa tạo được phước duyên cho mình thông qua hành động đáng kính này. Chúng sinh đến với thế gian này để trả nợ hay hưởng phúc. Giả dụ ngài được ăn no ba bữa thì vui mừng, hôm sau phải ăn một bữa lại không vui. Thấy người khác có thứ mình không có, sanh tâm đố kỵ. Thấy người không ưa hoạn nạn lại sanh tâm vui mừng. Cả một cuộc đời làm việc đầu tắt mặt tối, không có nổi một phút giây an tĩnh. Phải chăng chúng ta đến với thế gian này để trả những món nợ trong tiền kiếp? Tôi muốn là gốc rễ của mọi buồn phiền. Chỉ cần chư vị chém đứt cái tôi, chém đứt quá khứ là có thể đoạn trừ đi được phiền não. Chư vị không lìa được quá khứ, đừng mong cầu đoạn đi phiền não. Có phải chăng quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng là đoạn được phiền não? Người đau khổ chính là người truy tìm quá khứ. Người vọng tưởng thì mong cầu những việc ngoài khả năng chính là người ước vọng tương lai.
Pháp môn xả ly tâm tham là bố thí. Chính vì tham mà muốn có thật nhiều, không muốn bố thí. Chỉ cần chư vị hoan hỷ bố thí, dần dần sẽ lìa được tâm tham. Lìa được tâm tham giảm thì phiền não nhẹ, trí huệ tăng. Bố thí trong hoan hỷ, có ít vẫn bố thí, chính là bố thí ba la mật. Đường đến huỳnh tuyền, không phân lão ấu, nơi mộ phần không phân trẻ già. Mãi phiền não chẳng giúp ích được gì cho người tại thế. Khi lâm chung, khó lòng về với cõi lành, khó lòng về với Phật A Di Đà. Phiền não khiến con người vấn vương ở cõi trần, vong linh không tìm được đường để siêu thoát. Hãy ngồi xuống tĩnh tọa hành thiền. Người xưa bảo, họa từ miệng vào. Con người tiến hóa, tài nguyên cạn kiệt, trái đất hao mòn, cơ thể con người cũng như thế. Ăn càng nhiều, cơ thể tổn hại năng lượng càng nhiều, và thời gian tiêu hóa của chúng khiến thân dễ mắc bệnh. Ăn nhẹ, ăn vừa đủ, tâm ít vọng tưởng, năng lượng tiêu hao của cơ thể rất là ít. Ví như những chiếc máy siêu tiết kiệm pin. Vì sao có người ăn ít làm nhiều mà họ vẫn khỏe mạnh? Vấn đề không phải ăn ít hay ăn nhiều. Nguyên nhân là do tâm họ bình hòa. Tâm bình khí hòa không tiêu hao năng lượng. Ăn nhẹ thì thân lành, thể thao thì thân khỏe, giảm sát sanh thì tăng thọ mạng. Nói về việc ăn, có người ngày nay ăn mà không ăn. Chúng ta dễ bắt gặp cảnh này trong quán ăn, họ ăn trong vô thức. Chư vị hãy nghiệm lại, những hôm làm việc trong vô thức, không tập trung thì việc chẳng gì thành. Ngày nay con người ăn cơm trong vội vã, ăn cùng mạng xã hội, ăn cùng những video, miệng nhai miếng một, tai gấp miếng hai, mắt dán vào màn hình, tâm ý lại ở một nơi khác, đó chính là ăn cơm trong tán loạn. Những khảo sát cho thấy những đứa trẻ ăn cơm chỉ tập trung vào chén cơm có sự phát triển hoàn toàn khác với những đứa trẻ vừa ăn cơm vừa xem TV. Hãy dành trọn tâm trí của mình trong lúc ăn. Ăn bên cạnh người thân càng tập trung vào bữa ăn. Đó chính là ăn cơm thiền. Bệnh từ miệng vào thì họa từ miệng ra. Ý niệm sinh hành động và lời nói. Ngày ngày huân tập điều gì, từ trường hấp thụ sẽ tương ưng. Gặp những nhóm người có cùng sở thích ấy. Người thích niệm tiền, tìm hội nhóm, làm ăn kiếm tiền. Người thích niệm thị phi, hóng chuyện để thị phi. Người thích niệm Phật, niệm bố thí, tự gieo từ trường lành vào chính mình. Gieo vào tâm thức, pháp hướng thượng, ý niệm lành, nói lời lành. Nếu chư vị còn đang oán giận ai đó, Khải Toàn chân thành khuyên hãy lập tức thoát khỏi ý niệm ấy. Chư vị nên biết, nếu một linh thức chứa đầy oán giận, ánh sáng mà nó tìm thấy được chỉ là ánh sáng của sự thù hận. Linh thức chứa ánh sáng hận thù sẽ tìm người phụ nữ đang có thai cũng mang trong lòng những nỗi oán giận. Hai linh thức cùng tần số sẽ giao nhau. Kết quả là linh thức chứa đầy thù hận tự nhiên đầu thai vào thân mình của người phụ nữ tâm đầy oán giận. Chính vì thế, tần sóng của người nghĩ lành làm lành sẽ tương ưng với nhóm người cùng tần sóng. Từ nay không nên giận hờn bất kỳ ai. Chính vì thế, tần sóng của người nghĩ lành nói lành sẽ tương ưng với nhóm người cùng tần sóng ấy. Ăn chay, đi chùa, cạo đầu, cúng bái không phải là tu. Càng không phải bàn thờ thật to, tượng Phật lớn hay là cúng bái linh đình. Các pháp môn ấy đơn giản chỉ là các phương tiện độ tha. Tu là sửa, là đoạn ác hành thiện, tích phước bồi đức theo lời Đức Phật dạy. Ngài hướng dẫn 84.000 pháp môn để tu tâm dưỡng tánh. Chính bản thân chư vị chí tâm sám hối, ngày ngày dụng các pháp môn ấy trong đời sống. Giả dụ vui vẻ gật đầu chào, cất tiếng cười với tất cả hàng xóm, đó chính là bố thí niềm vui. Bạn muốn giàu có, muốn phát tài, muốn mình được may mắn,
vì sao nhiều người lại có phước báo lớn? Phước báo ấy đến từ đâu? Từ đâu sinh? Họa phúc từ đâu mà có? Đó chính là sự tu tập ở đời trước và những tạo tác trong đời này sau trung niên. Bạn có phước lại biết tu, phước sẽ bồi phước. Phước bạn mỏng thì càng phải tu để giảm nghiệp, vì nghiệp hết phước mới đến. Tu để tỉnh thức, tu để đoạn trừ đau khổ, để bồi đắp phước huệ. Tu là lợi người lợi mình, hoàn toàn nghịch với ý tổn người lợi mình. Tổn hại người là giảm phước của chính mình, không có đạo lý tổn người lợi mình. Vì vậy hãy làm lợi người, mình sẽ được lợi theo. Tu như thế nào, dùng phương pháp gì, tùy vào người lợi căn hay hạ căn. Có người chỉ nghe pháp, không đọc kinh, không ngồi thiền. Có người phải ngồi thiền, phải đọc kinh, phải nghe pháp, tùy vào căn cơ và điều kiện. Tuy nhiên, càng không phải thông qua vài buổi ngồi thiền hay làm vài việc lành. Tu tập là một cuộc thi kéo co rất dài hơi, đối trọng là những con ma. Ma chướng đầu tiên là ngũ ấm ma, năm con ma bên trong của mỗi chúng ta. Tu là giảm tham, giảm sân, giảm si của năm thức mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Vì vậy, sự tu tập chú trọng về chất, không phải ở hình thức. Bạn tu đến khi nào có thể buông xả chấp ngã, mở lòng với chính mình, không than trời, không thách người, không trách người, tùy thuận hoàn cảnh, tâm thân tự tại. Hai mươi sáu pháp môn đoạn trừ phiền não rút gọn còn năm, rồi còn ba bởi tham sân si, cuối cùng là chỉ còn một, đó chính là tâm tham. Tham là cội nguồn của phiền não, tổn phước, hại người hại mình. Đối trị pháp bố thí tâm tham. Đối trị tâm tham là pháp bố thí. Tham thứ gì hãy bố thí thứ ấy. Khi bố thí sanh tâm vui vẻ, phước báo về sau rất lớn. Phật Bồ Tát sao có thể nói dối? Vì sao các ngài dạy chúng sinh bố thí để được phước? Dạy chúng sinh hành thiện tích phước, phàm những việc gì lợi cho người là sẽ lợi cho mình. Chư vị tự quán xét những đau khổ trong quá khứ, nhất là đau khổ vì tình cảm hay tiền bạc. Đau khổ vì tình cảm chỉ vì tham ái, muốn sở hữu đối phương, muốn con cái nhất mực vâng lời. Khi việc không thuận theo ý, chư vị lại phiền não vì tâm tham này. Cứu nghèo không bằng cứu khổ. Người ta có thể nhịn đói, nhịn ăn, ăn ít hơn, nhưng người khổ tâm là cái khổ không dễ lìa. Người bố thí pháp cho người khổ, khuyến thiện cho họ giáo pháp đoạn khổ, quả là phước báo của trí huệ. Khi chúng ta bố thí cho người khất thực, cúng dường cho chư tăng, vô tình giúp một người qua đường, chúng ta hoàn toàn không mong cầu họ sẽ báo đáp, và lẽ tự nhiên sẽ không vướng bận, không phiền não, vì những hành động thiện lành này không kèm tâm tham, không mong cầu họ báo đáp. Người lấy càng nhiều sẽ có càng ít. Quả thật không dễ thấu đạt văn tự này. Vì vậy, đố trị tâm tham là tu pháp bố thí. Một ngày bố thí ba việc lành, ba năm tích lũy, tích công bồi đức cả ngàn việc lành. Chư vị từng đau khổ vì gia đạo, vì tình cảm, tiền bạc hay danh lợi khác, chính vì đã dành quá nhiều tâm tư vào pháp thế gian, đang trả những món nợ trong đời quá khứ. Phải chăng đã đầu tư nhằm đề mục? Mỗi ngày ta thay áo, mỗi kiếp ta thay thân. Cái áo, cái thân chỉ là một quán trọ trong kiếp sống này. Ngày ngày ta mặc đẹp, nơi ta ở thật là đẹp, phải chăng đang trang trí cho quán trọ của mình? Cuộc đời giống như một chuyến du lịch, dù có lưu luyến nơi ấy đến mấy, ta cũng sẽ phải rời đi tiếp tục một cuộc hành trình. Dù có lưu luyến người này, thân này đến mấy, ta cũng sẽ đành bỏ lại khi lìa một kiếp người. Một kiếp nhân sinh ngắn ngủi, chẳng có gì là của ta. Chư vị xem nhẹ tiền tài, dù có cơ hội kiếm nhiều tiền đến mấy cũng có thể buông xuống.
Ví như người quyết tâm giảm béo, buông xuống tất thảy đồ ăn ngon, quyết tâm tập thể dục. Người buông xuống được tiền bạc là người dùng tiền, không để tiền dùng người. Người buông xuống được thức ăn hại của cơ thể là người chọn thức ăn, không để thức ăn điều khiển. Pháp thế gian ngày nay dạy người làm giàu, dạy người cạnh tranh, đấu tranh có thể dẫn đến cả chiến tranh. Chư vị hãy nhìn vào mạng xã hội ngày nay, rất nhiều người trẻ sẵn sàng khẩu chiến với những người mình không hề quen biết, không hề quen biết một chút nào, càng không hiếm người chỉ thích hóng chuyện thị phi. Tâm an lý đắc, đầu tư vào pháp thế gian lãi ít mà phiền não thì rất nhiều. Ngày ngày dành ít thời gian nghe pháp thoại hay đọc kinh, dành ít thời gian để thiền định, đọc sách, mỗi ngày tự nguyện cho mình, nhắc nhở mình những điều lành, nhắc nhở mình giúp đỡ chúng sanh. Đó chính là đầu tư vào Phật duyên, là sự đầu tư mang lại phước báo lớn mà không hề rủi ro. Thế không nên dùng tận, người không nên yêu hết. Khi chư vị dành hết tâm tư tình cảm vào một việc hay vào một đối tượng, chính là sự đầu tư rất rủi ro. Nói theo thế gian, chẳng ai dạy mang hết trứng bỏ vào một giỏ. Tâm từ bi chưa sanh, chỉ nên dành một nửa pháp thế gian là đủ rồi. Dù người đó là con cái, vợ chồng, nên giữ lại một nửa cho chính mình, để còn lại chính mình khi sự việc không như mong cầu. Làm được như thế, hẳn chưa bị ngộ ra, nghiệp quả mỗi người lại khác nhau. Mỗi người mỗi phước duyên khác nhau, chưa bị không thể chuyển nghiệp giúp người khác. Pháp sư Tịnh Không có dạy, hãy khuyến thiện trong khả năng có thể, giúp đỡ họ trong điều kiện có thể khi duyên sinh. Nhưng không chấp vào việc người được giúp họ sẽ thay đổi như thế nào, có thay đổi với sự giúp đỡ của ta hay không. Bồ Tát không can thiệp nghiệp quả của họ, vì sao ta lại phải can thiệp? Chư vị cho con cái ăn no ngủ ấm, cho chúng học trường thật tốt, ép đặt chúng vào chuẩn mực của xã hội hiện tại, mà xã hội hiện tại đề ra như thế nào, áp đặt theo như thế đó. Mục tiêu sau này chúng sẽ là người thật thành đạt. Điều này không có gì phải bàn, nhưng việc sau đó không xảy ra theo dự liệu, chư vị có tâm định tĩnh, không phiền não vì con cái. Những vị đã phiền não vì con cái, vì chúng không như mong muốn, phải chăng đã dành quá nhiều tâm tư vào một vai diễn trong kiếp nhân sinh này? Một người diễn rất nhiều vai trong cuộc đời, người mê sẽ dành trọn tâm lực vào một vở. Đời người khác gì những khán giả ngồi trong một sân khấu kịch, đưa mắt dõi theo những vở kịch. Sau bao sóng gió, khi hiểu được cuộc đời như một sàn diễn, chúng ta tự nhiên sẽ đặt ra câu hỏi, làm thế nào để thoát khỏi vở diễn ấy? Khải Toàn xin thưa, chỉ cần chư vị làm khán giả nhiều hơn làm diễn viên, không chấp vào ai đúng ai sai, tự khắc không dễ bị lôi kéo lên sân khấu. Không dành trọn tâm tư của mình vào một vai nào đó, tức đã dụng được đạo trung dung. Giả dụ hàng xóm họ xung đột, bạn chen vào. Đồng nghiệp xung đột, bạn cũng chen vào. Vợ chồng con cái xung đột, bạn lại chen vào. Bạn tự mình xông pha vào nơi có từ trường thật hỗn loạn, tự cho mình vai diễn trong vở kịch của người khác. Tâm trạng nhận lại sau đó là gì? Tự bạn nhớ và ngẫm lại xem, có phải là những phiền não tiêu cực chẳng lợi lộc cho ai? Trong bất kỳ cuộc xung đột nào mà bạn đã tham dự, người được bạn bênh vực, họ không thể nhớ lâu. Người bạn không đồng tình, người bạn cho là sai, họ nghiêm hành động đó lại, tự dưng lại rước họa vào thân. Thế là lần sau bạn phải dè chừng, đứng xa xa làm khán giả để tránh bị văng miễn vào người. Chư vị chỉ cần chịu khó ngồi xuống thiền định, quán xét lại những việc Khải Toàn vừa nêu, tự cho mình câu trả lời thỏa đáng. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Chân thành với việc, thanh tịnh, tùy duyên theo hoàn cảnh, bình đẳng với chúng sanh. Nhận thức lỗi lầm của chính mình, chuyển tâm thành giác ngộ, từ bi với chúng sanh.
Ngày ngày huân tập ý thiện theo năm điều trên, nguyện cầu sẽ được ứng nghiệm, mọi khổ lụy sẽ rời xa chư vị, nghiệp hết phước sẽ sớm đến. Những vị đang là ông bà chủ tạo ra rất nhiều công ăn việc làm cho bao người, dù ít hay nhiều hẳn chư vị đều có phước báo. Tuy nhiên đừng vì thế mà vui mừng. Những vị là ông bà chủ, ngoài cho người làm công nhiều việc làm, lại cho người giáo pháp chân thiện, đó chính là phước báo vô cùng tận, phước của trí huệ. Một vị gia chủ có ngôi trường dạy tiếng Nhật và cơ hội việc làm ở nước ngoài, vị ấy đã truyền cho nhân viên học viên của mình những phương pháp sống và làm việc đầy chân thiện. Đó chính là cội nguồn thuần khiết tự tâm cho thế hệ này và cả thế hệ sau. Một quốc gia hay một vùng cần giáo dục nhân quả ba đời mới có thể hưng vượng. Bản thân vị ấy là một trong nhiều vị gia chủ tin tín vào thiên địa quỷ thần, nguyện điều lành đến chúng sinh. Không ít người đã nghĩ, đã khấn nguyện trong một thời gian những mong muốn của mình, sau một thời gian đều đạt được những thành tựu ấy. Căn cơ là do đâu? Tự lực là phải tin vào chính mình, phải nỗ lực hết mình trong đời sống. Tha lực là những phương tiện bên ngoài giúp cho. Cầu nguyện thần Phật Chúa Trời là tha lực không chỉ giúp cho tâm thức vững chãi, còn mang những hiệu nghiệm ngoài sự mong đợi. Nguyện cầu việc gì đó vì người người sẽ được ơn trên Phật Bồ Tát gia hộ. Nguyện vì lợi lạc của chúng sanh, phước đức sẽ viên dung. Có cầu có cảm tất có ứng, một tâm ý thiện khởi động muôn pháp giới. Nhân là điều kiện, một việc xảy ra được cấu thành bởi rất nhiều điều kiện là hội đủ duyên. Một việc thiện là nhân lành thì quả sẽ là duyên lành, nhân duyên không thể tách rời nhau. Trong cuộc sống, khi đã dành mọi nỗ lực vẫn không thể đạt được ý nguyện ấy, tức duyên không thành. Chính là duyên ấy chưa khởi bởi còn thiếu một vài điều kiện, vì vậy hãy tùy duyên. Duyên có sinh, duyên sẽ diệt. Thế gian nào có điều nào bất diệt? Ngày sinh ra sẽ có ngày mất đi, ngày gặp gỡ mang hạt giống chia ly. Một cặp đôi gặp nhau là duyên sinh do hội đủ điều kiện. Sau vài năm chung sống, họ chia ly cũng chính vì đủ điều kiện để duyên diệt. Ban đầu hợp nhau cho rằng đó là duyên lành, sống cùng không hợp, không kham nhẫn được với nhau cho là duyên dữ. Duyên vốn dĩ không tốt không xấu, xấu tốt do chính tâm người vọng tưởng. Một người đàn ông thất bại trong tình cảm, phá sản trong công việc, trong lúc niềm tin suy kiệt, anh ta có cơ duyên đến với Phật Pháp, nương vào Phật Pháp để giác ngộ, sau này giúp được nhiều hoàn cảnh khó khăn, có được gia đình mới thật viên dung. Nhờ thất bại trong cuộc sống, nhờ duyên diệt này sinh ra duyên mới với Phật Pháp. Tùy duyên là khi đã dốc hết lòng mà không đạt được mong cầu, sẽ tùy thuận hoàn cảnh. Không nhìn người bằng việc xấu, không nhìn người bằng duyên xấu, không nhìn việc bằng duyên dữ. Bản thân Khải Toàn mở lòng với chính mình: người người việc việc đều là duyên sinh. Duyên sinh, duyên diệt chỉ có duyên thuận hay duyên nghịch, không có duyên nào lành hay dữ. Dù là nghịch duyên, ta tùy thuận nương vào chân thiện. Cái duyên nghịch ấy sẽ là một pháp môn giúp ta tu tập để chí tâm hướng thiện trong kiếp có được thân người này. A Di Đà Phật. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.